Rồi hello chào các bạn, hôm nay mình tiếp tục hướng dẫn các bạn về cái bài tập bổ sung bên phần Excel trong cái nội dung là ôn tập để thi chứng chỉ tin học căn bản. Rồi mình có báo cáo doanh thu quý 1 có số thứ tự, tên khách hàng, số lượng, mã số, tên xe, tên địa phương, thành tiền, giảm giá thu. Rồi thì mình có cái bảng phụ, một là mã xe, tên xe. Rồi. VTNTDL. Bảng 2 là mã địa phương, VT thì là Vũng Tàu, NT là Nha Trang và D là Đà Lạt. Rồi. Ở đây là mã địa phương và tổng thu. Rồi, yêu cầu nó nằm ở đây. À, đây là cái yêu cầu. Rồi, với yêu cầu này thì đầu tiên là mình đọc cái chú thích nè. Mã số thì bao gồm ký tự đầu là mã xe. Ký tự đầu của cái mã số lại là H. Cái này ký tự đầu là H nè, ô này là ký tự đầu là T nè. Đó. H thì là Hyundai, T là Toyota, còn M là Mercedes ha. Rồi hai ký tự thứ hai, thứ ba là mã địa phương. Thứ hai, thứ ba của cái ô này là gì? VT đúng không? Rồi thứ hai, ký tự thứ hai, thứ ba của ô này là DL. VT là Vũng Tàu, DL là Đà Lạt. Rồi cái từ cuối thành loại loại dịch vụ ha. A B B B B A A. Đấy. Rồi yêu cầu số 1 dựa vào bảng 1 là cái bảng này nè. Bảng 2 là bảng này nè. Thực hiện điền tên xe, tên địa phương. Rồi, tên xe thì mình dựa vào cái bảng 1 đúng không? Rồi, bây giờ mình điền dữ liệu từ cái bảng phụ thì mình phải sử dụng hàm VLOOKUP hoặc LOOKUP. Ở đây á, cái tiêu đề nó nằm ngang, mình dò ngang cho nên là VLOOKUP. Thì đầu tiên là giá trị dò tìm là chữ T, chữ H, chữ M đúng không? Thì bây giờ là chữ T, chữ H, cái M là ký tự đầu tiên cho nên mình phải lấy ra được cái ký tự đầu tiên. Và để lấy ra được cái từ đầu tiên là mình sử dụng hàm lép. Lép của thằng này lấy bao nhiêu ký tự? Lấy một ký tự cho nên là phẩy một. Rồi đóng ngoặc lại. Rồi sau đó là mình sẽ bôi cái bảng mà mình dò tìm là cái bảng phụ. À, các bạn bôi hết cái bảng này, chú ý là bôi bảng không bôi cái tiêu đề hay chỉ bôi nội dung thôi. Bôi xong thì nhấn F4 để cố định bảng lại. Rồi cái tên xe là cái trong cái vùng mình chọn nè, cái tên xe là cái cột thứ mấy, mã xe là cột thứ nhất, tên xe là cột thứ hai đúng không? VT là cột thứ ba, NT là cột thứ tư và DL là cột thứ năm. Rồi mình trả về cái cột tên xe đúng không? Cho nên là mình trả về cái cột số 2, rồi cuối cùng là phẩy không đóng ngoặc lại enter. Đấy thì nó sẽ ra cái tên xe. Đấy. Rồi tên địa phương thì mình sẽ dò VT là Vũng Tàu, NT là Nha Trang, DL là Đà Lạt. Thì bây giờ mình dò như thế này, các bạn thấy mình dò từ trên xuống dưới đúng không? Đây, VT là Vũng Tàu, NT là Nha Trang, còn DL là Đà Lạt. À, và các bạn để ý cái tiêu đề nó nằm từ trên xuống dưới như vậy, cho nên là mình phải sử dụng hàm HLOOKUP. HLOOKUP nó cũng giống như VLOOKUP vậy thôi, cái cách sử dụng nó cũng y chang vậy thôi ha. Nó chỉ dò tìm theo cái chiều nó ngược nhau. Rồi. Thì đầu tiên là giá trị dò tìm là mình dò cái chữ gì? VTNTDL, mà chữ VTNTDL trong cái mã số nó nằm ở ký tự thứ mấy? Thứ hai và thứ ba đúng không? Mà để lấy ra được ký tự thứ hai, thứ ba thì mình phải sử dụng hàm mid, mid của thằng này lấy từ ký tự thứ hai và lấy mấy ký tự? Lấy mấy ký tự? Chỉ lấy hai ký tự thứ hai chứ không phải là cái thứ hai, thứ ba là phải hai phẩy ba đâu, mà là lấy từ ký tự thứ hai và lấy hai ký tự cho nên là phẩy hai, phẩy hai. Rồi cuối cùng mình dò cái bảng. Dò cái bảng nào mà có chữ VTNTDL là bảng này, đúng không? Dò xong thì nhớ nhấn F4 để cố định lại. Rồi, cái dòng thứ nhất là VTNTDL và cái dòng thứ hai là Vũng Tàu, Nha Trang, Đà Lạt. Thì mình cần lấy cái chữ Vũng Tàu, Nha Trang, Đà Lạt ra thì mình phẩy 2 cuối cùng phẩy 0 đó hoặc là Enter. Đấy, thì mình sẽ ra được chữ Vũng Tàu, Nha Trang, Đà Lạt. Rồi, thành tiền. Thành tiền bằng số lượng nhân đơn giá, biết rằng đơn giá thì dựa vào cái đơn giá thì dựa vào cái bảng 1 là bảng này này, đơn giá này. Thì bây giờ thành tiền bằng số lượng có chưa? Số lượng có rồi. Nhân đơn giá có chưa? Chưa thì mình phải lấy cái đơn giá ra. Bây giờ mình lấy cái đơn giá ra làm sao? Mình tính tạm ở ngoài, mình lấy ra đơn giá. Thì mình sử dụng với lớp cấp gọi giá trị dò tìm là lép của cái thằng này. Lấy một ký tự. Rồi sau đó là mình bôi hết cái bảng này, nhấn F4. Rồi bây giờ là mình lấy đơn giá mà mình dựa vào cái gì? Dựa vào mã địa phương, nếu VT á thì là mình sẽ lấy cái đơn giá chẳng hạn như là Toyota mà VT thì là 50.000. À, mà Mercedes mà Đà Lạt á, DL thì là 11.000, mà Mercedes
mà NT thì là 9.000. Vậy bây giờ để dò thì mình phải dò như thế nào? Chỗ này nè, mình trả về cột số 3 là VT, trả về cột số 4 là NT, và là trả về cột số 5 là DL. Thì bây giờ mình muốn biết là trả về cột số 2, số 3, số 4, số 5 nữa, mình phải sử dụng hàm if ở chỗ này. If thì mình lấy ra cái ký tự hai thứ ba đúng không, biết của cái thằng này lấy hai, lấy từ cái từ thứ hai là và lấy hai ký tự mà bằng cái gì, mà bằng chữ VT thì sao, mình trả về cột số mấy, số 3. Còn ngược lại, nếu mà mid của cái thằng này lấy từ cái từ thứ hai lấy hai ký tự mà bằng NT thì trả về cột số 4. Rồi ngược lại, không phải VT, không phải NT thì chắc chắn là DL, và DL là cột số 5. Đấy. Rồi cuối cùng là mình đóng ngoặc lại, và cuối cùng là mình phải không nè. Đấy. Rồi đây là mình sẽ lấy ra được đơn giá, thì kéo xuống cái rẹt thì các bạn dò thử nè, chẳng hạn như cái này là DL, DL mà Toyota. À, T mà Toyota, TDL là 11.000. Đúng rồi. Rồi mình dò thử cái này. H mà NT, H mà NT là 7.000 đó, vậy là đúng rồi. Thì bây giờ mình sẽ lấy cái công thức này nè, mình copy cái công thức này nè, mình Ctrl C, mình qua bên đây, mình bỏ những giá này đi, thì bằng số lượng nè, số lượng là C3 nè, đơn giá là cái nguyên cái cục này mình tính, mình dán vô đấy, mình lấy số lượng nhân đơn giá, mình sẽ ra thành tiền. Đấy, xóa cái này đi. À, đó là thành tiền bằng số lượng nhân đơn giá. Rồi, tính giảm giá. Nếu loại dịch vụ là A thì giảm giá bằng 0, ngược lại giảm giá bằng 10% của thành tiền. Rồi thì bây giờ tính nè. Bây giờ nếu người ta ghi if thì nếu thì mình if nè. Nếu mà cái loại là A thì bây giờ cái loại mình sẽ cái yếu tố nào có mã số quyết định loại là cái ký tự cuối cùng đúng không? Kiểu cuối cùng là bên phải, cho nên mình phải sử dụng hàm right. Right của thằng này lấy mấy ký tự là phẩy một, lấy một ký tự là phẩy một. Rồi nếu mà cái ký tự cuối này nè nó bằng chữ A thì sao, thì là không giảm, ghi số không nha, giảm giá bằng không. Ngược lại thì giảm giá 10% nhân thành tiền thì ngược lại là 10, không phải A thì B thôi, cho nên chắc chắn ngược lại là mình ghi 10% nhân cho thành tiền luôn. Thành tiền là cái ô này nè. Rồi đóng ngoặc lại, enter. Rồi kéo cái rạc xuống thì các bạn thấy à, nào B mới giảm, A không giảm. Rồi 4, tính thu thì bằng thành tiền trừ giảm giá, bằng thành tiền trừ giảm giá, enter, kéo xuống. Đấy. Đấy ha. Tính tổng thu của từng địa phương là cái cột này nè. Thì bây giờ tổng thu thì mình sử dụng sum if. À, sum if là cái dùng, đầu tiên là mình bao cái dùng chữ chữ VTNTDL. Là cái dùng này. Rồi, sau đó nhấn F4 để cố định dùng. Rồi, tiếp theo là bôi, là chọn cái chữ VT để mà mình chọn cái đối tượng mình cần tính tổng. Và cuối cùng người ta kêu tổng thu thì mình bôi cái gì? Bôi cái cột thu. Và nhấn F4 để cố định lại. Rồi, đóng ngoặc lại Enter thì nó sẽ không ra. Lý do là chẳng hạn như ở đây này là chữ VT, mà ở trên đây chữ VT không thì nó mới ra, nhưng mà ở đây á, ngoài cái chữ VT ra nó còn chữ H, chữ A nữa. Vậy bây giờ thì mình phải áp dụng một cái công thức là mình và với một cái chuỗi đây, và chuỗi trước và chuỗi sau. Rồi cái dấu sau là đại diện cho cái gì, là một số ký tự ở phía trước, một số ký tự phía sau, là mình không không cần quan tâm nó là ký tự gì, mà chỉ quan tâm là chính giữa của nó có chữ VT là được. Đấy, như vậy nó mới ra này. Rồi sau đó mình kéo cái rẹt qua bên đây, đấy nó sẽ ra cái giá trị tương ứng cho hai thằng còn lại, đó là con số 6, cái con số 5 chứ, số 6. Sắp xếp bảng tính theo thứ tự tên xe tăng dần. Nếu tên xe trùng
sắp xếp giảm dần theo thành tiền. Rồi thì các bạn bôi cái bảng chính này, kéo này xuống đi, các bạn bôi cái bảng chính. Rồi các bạn vô tab Home, nhóm chức năng Editing, chọn Sort, chọn Custom Sort, chọn vô sort by tên xe, tăng dần. Tăng dần thì từ A tới Z đúng không? Rồi ngược lại, nếu mà tên xe trùng thì cái gì ta, thì cái gì giảm dần qua này, thành tiền, chọn thành tiền, giảm dần. Giảm dần thì từ lớn tới nhỏ, nhỏ tới lớn, lớn tới nhỏ, cho nên là ta chỉ to smallest đấy. Rồi nó sắp xếp được. Rồi ok, vậy là xong cái phần này của mình ha. Xong cái phần này của mình. Câu số 7 thì nó hơi nâng cao rồi. Rồi xong cái phần này của mình ha. Các bạn cứ comment có thắc mắc gì vậy ha, thì mình sẽ trả lời. Rồi cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại.